Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trên kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Trong bản tin trưa ngày hôm nay, mời quý vị bạn đến với những tin tức chính sau đây. Ả Rập Xê Út gặp bất lợi trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam. Trung Quốc có biến phải đá trận khó nhất vòng loại World Cup ở địa điểm bất đắc dĩ. Chuyên gia Trung Quốc chê cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam là dễ bị bắt nạt. Mời quý vị bạn cùng đón nghe. Ả Rập Xê Út gặp bất lợi trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi tuyển Việt Nam đã tập trung thì Ả Rập Xê Út vẫn chưa thể hội quân để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như đã biết thì tuyển Việt Nam của chúng ta đã tập trung từ ngày 5 tháng 8 vừa qua để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Khác với đoàn quân của ông Park Hang-seo, Ả Rập Xê Út vẫn chưa có động tĩnh nào về kế hoạch chuẩn bị. Không khó để lý giải cho điều này, giải vô địch quốc gia của họ mùa giải mới vừa khởi tranh từ ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo lịch thi đấu, các câu lạc bộ sẽ thi đấu hết vòng 3, tức là ngày 27 tháng 8 tới, mới được phép lên đội tuyển Ả Rập Xê Út để tập trung. Nếu không có những điều chỉnh trong thời gian tới đây, Ả Rập Xê Út chỉ có thể hội quân đúng với quỹ thời gian FIFA Days, chứ không được ưu tiên như một số đội khác, trong đó có Việt Nam. Sau khi kết thúc hai lượt trận đầu tiên, các cầu thủ của tuyển Ả Rập Xê Út trở lại về câu lạc bộ để thi đấu từ ngày 11 tháng 9. Hiện tại, huấn luyện viên người Pháp của Ả Rập Xê Út là ông Haverena. Có lẽ do muốn đánh giá năng lực phong độ của các cầu thủ qua giải vô địch quốc gia nên vị trí lực gia này vẫn chưa công bố danh sách tập trung. Ả Rập Xê Út là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup và đây là đội bóng được đánh giá có trình độ cao hơn hẳn so với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên bảng xếp hạng, Ả Rập Xê Út đứng hạng 61, còn Việt Nam đứng hạng 92. Ở vòng loại thứ hai vừa qua, đội bóng nước này đã kết thúc vị trí nhất bảng khi giành được 6 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 22 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Ở bảng này, một số đối thủ của Ả Rập Xê Út được đánh giá khá mạnh như Uzbekistan và Palestine. Chuyên gia Trung Quốc chê cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam dễ bị bắt nạt. Các bạn thân mến, không khí trước thềm trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trận Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dĩ nhiên đặt quyết tâm cực cao ở màn so tài này giữa hai đội để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Tuy vậy, dưới góc nhìn của chuyên gia Li Ying của tờ Sina Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những con quái vật thực sự của tuyển Trung Quốc. Bên cạnh đó, tờ này cũng chỉ ra sự thiếu vắng quan trọng của tuyển Việt Nam trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới đây. Việt Nam lo lắng khi Hùng Dũng chấn thương nặng. Họ tin tiền vệ này giữ vai trò quan trọng trong khâu phòng ngự của đội nhà. Anh ta thậm chí còn cho là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Việt Nam. Dù chấn thương, nhưng Hùng Dũng hoàn toàn có thể trở lại trận gặp Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Hùng Dũng chỉ cao 1m71. Tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc, rất khó để tìm ra được những cầu thủ thấp bé hơn anh ta. Với chiều cao này, Hùng Dũng không thể giúp ích nhiều trong việc phòng ngự bóng bổng. Những cầu thủ cao to của chúng ta hứa hẹn sẽ dễ dàng trong việc chiếm lợi thế và anh ta có thể bị bắt nạt. Chuyên gia Li Ying viết trên tờ Sina của Trung Quốc khẳng định. Tuyển Trung Quốc có biến phải đá trận khó nhất vòng loại World Cup ở địa điểm bất đắc dĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tuyển Trung Quốc sẽ không thể tiếp đón đối thủ khó khăn nhất tại vòng loại World Cup là tuyển Nhật Bản trên sân nhà. Mới đây, tờ China News vừa tiết lộ thông tin rất quan trọng về kế hoạch của tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup. Theo đó, đội tuyển nước này bất đắc dĩ phải tiếp Nhật Bản trên sân trung lập vào ngày 7 tháng 9 tới. Theo lịch thì trận gặp Nhật Bản sẽ là trận đầu tiên mà tuyển Trung Quốc được thi đấu tại sân nhà. Thế nhưng trận đấu này chỉ diễn ra 5 ngày sau trận mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup gặp tuyển Úc ngày 2 tháng 9. Căn cứ theo quy định về phòng chống dịch Covid, tuyển Trung Quốc buộc phải cách ly sau khi trở về nước. Thời gian 5 ngày là không đủ để cho họ thực hiện cách ly rồi chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản. Vậy nên thầy trò ông Lee Tae, thay vì được đá ở sân nhà, bất đắc dĩ đã phải đá ở Trung Đông. Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Úc đã chính thức thông báo rằng họ sẽ chọn thành phố Doha, Qatar làm sân nhà để đá trận trung lập gặp tuyển Trung Quốc. Do vậy, tuyển Trung Quốc cũng chọn chính Doha làm địa điểm đá trận gặp Nhật Bản để giúp cho các cầu thủ hạn chế việc di chuyển và không phải cách ly. Ban đầu thì Trung Quốc dự định sẽ tập huấn ở Thượng Hải rồi đá các trận sân nhà tại chính thành phố này. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan, thầy trò ông Lee Tae sẽ không thể tiếp đón đối thủ khó khăn nhất ở bảng B, đó là Nhật Bản tại sân nhà. Rõ ràng, việc gặp Nhật Bản tại sân trung lập là một bất lợi với tuyển Trung Quốc. Tờ China News cho rằng, đối với ông Lee Tae, việc để cho các cầu thủ chấp nhận sự thay đổi này về mặt tâm lý càng sớm càng tốt còn quan trọng hơn việc chuẩn bị kỹ năng và chiến thuật. Theo lịch thì tuyển Trung Quốc sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam ngày 7 tháng 10, nhưng cho đến nay, địa điểm diễn ra trận đấu này vẫn chưa chính thức được xác định. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu mà tuyển Trung Quốc được đá ở sân nhà của vòng loại World Cup.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.